Anna đây, rất vui được gặp lại mọi người trong video mới. Hôm nay thì chúng ta có một dòng son xinh ơi là xinh của nhà Roman, dòng Jewelful Water Theme mà chắc chắn là mọi người sẽ hứng thú bởi vì thiết kế và cả bản màu đều làm say lòng chim chúng mình. Hãy bắt đầu video với mình luôn nha. Packaging của nhà Roman lần nào cũng đầy sự sáng tạo và nghệ thuật, và giống với cái tên Water Theme hôm nay, em son này cũng nhìn trong veo nhờ lớp nhựa cứng trong suốt bọc bên ngoài thân son full màu, nhìn rất là ưng mắt. Cọ son bên trong cũng là cọ dài hình chữ nhật hai mặt và lông vắt mịn. Thân cọ dày nên dễ dàng thao tác tay hơn và cầm cũng thích hơn. Chấm điểm 10 cho thiết kế lần này bởi vì trông vừa sang chảnh lại vừa hút mắt. Mà bảng màu son lại đa dạng lên đến 8 màu, cho nên lại càng tăng thêm sự lôi cuốn khi mà đặt cả 8 em này với nhau và kiểu mình chỉ muốn sở hữu hết cả trọn bộ luôn vậy đó. Bảng màu thì chia ra làm 2 gam màu chính. 4 em đầu bảng thì mang gam ấm áp pha nhiều sắc cam. Ngược lại 4 em cuối bảng thì mang gam màu lạnh và giúp tông da pha sắc hồng là chủ yếu. Vậy thì chiếc son Water Theme lần này khác gì với các dòng son bóng khác của nhà Roman? Thì chúng mình hãy đi ngay vào phần swatch mode nha. Màu đầu tiên 01 màu màu cam san hô rất nhẹ, ánh cam nhiều nên sẽ hơi xỉn ra một chút ít. Thoa một lớp thì cực kỳ mỏng nhẹ và hầu như khó thấy màu. Giảm lên đến 1-2 lớp thì sẽ rõ màu hơn và trong môi cũng mỏng hơn. Màu 02 là một màu đào cũng đáng yêu không kém. Màu này so với màu đầu tiên thì trông dịu dàng hơn và bắt mắt hơn một chút. Nhưng cả hai màu đều cần đi kèm make up để được tươi tắn hơn nha mọi người. Khi mình bặm môi cũng cảm thấy không quá bít dính, vẫn cảm giác được độ bóng trên môi nhưng mà không hề bị vướng môi khi mà mình bặm. Màu 03 và là một màu em LBB rất là tự nhiên, màu này dùng hàng ngày hoặc là dùng đi học sẽ khó mà đoán được bạn đang đánh son bởi vì trông nó rất giống màu môi thật, nhất là dành cho các bạn da trắng và môi có cái sắc hồng sẵn. Màu 04 là một màu đỏ duy nhất mang đến sắc đỏ đậm và khá cá tính. Nếu xét về chất son bóng mà có được cái màu sắc như thế này thì nhìn rất là ưng mắt. Nhắc đến chất son thì phải nói đến sự mỏng nhẹ như nước khi mà mình thoa em này, cực kỳ mềm mịn và lướt trên môi siêu êm. Màu 05 thì bắt đầu ngã sang tông hồng kẹo ngọt, màu đáng yêu lắm luôn, nhưng mà tất nhiên sẽ rất kén da và răng. Bạn nào da ngăm cần cân nhắc đối với tông màu này, nhưng mà đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo của các bạn có da trắng và undertone là da lạnh. Mình sẽ không đòi hỏi cao về độ giữ màu lên đến mấy tiếng đồng hồ về em này, mà mình sẽ đặt kỳ vọng màu màu son đáng yêu, cũng như là chất son dưỡng môi rất là tốt, tự nhiên giúp môi mình thật và luôn trong trạng thái mọng nước khỏe mạnh. Màu số 6 cũng là một màu hồng baby nhưng trầm hơn, lại càng lạnh hơn, nhờ vậy mà bớt đi sự chói ló của base hồng, mang đến một cảm giác dễ dùng hơn mà không nâm một chút. Độ bám màu em này có chút stain hồng ở dưới môi sau 2-4 tiếng dùng mà không ăn uống. Chất son này không quá bóng như son dưỡng nhưng đủ mềm mịn cho đôi môi bạn căng khỏe suốt ngày. Màu 07 có pha chút đỏ cherry nên trông khá tươi tắn. Môi mình khi thoa đến em thứ 7 rồi mà vẫn rất là dễ tẩy trang, không khó chịu hoặc bị động lòng môi như là khi dùng các dòng son tint mạnh mẽ khác. Chính vì vậy mà mình rất thích chất son như nước của em này, rất nhẹ và êm môi. Chốt lại bảng màu này là màu 08 với một màu hồng ngã tím rất xinh, hầu như các màu đều lên đúng với màu mô tả của chính nó chứ không bị sai lệch chứ nào. Em son này sẽ là trợ thủ đắc lực cho những nàng nào mà có môi khô và mùa đông lạnh, luôn sẵn sàng nằm trong túi xách để có thể dặm lại và xinh đẹp hơn bất kỳ lúc nào. Vậy là mình vừa swatch cận cảnh 8 màu son để các bạn có thể biết được chất son cũng như màu son của em này khi lên môi sẽ trông như thế nào. Hãy like và đăng ký kênh nếu thích video nhé, và để chúng mình không bỏ lỡ nhau trong các video sắp tới. Bye bye cả nhà. Bye bye. I'm with you, I'm with you, I'm with you.